Hi, xin chào tất cả bạn Bino của Bino Vọt nha. Thì hôm nay Thành sẽ lên một số sản phẩm đồng hồ đeo tay nha, đồng thuận bằng 100% bằng bi luôn nha các bạn. Đây là một cái đồng hồ mặt gương màu xanh nha, nệm inox bên dây nha các bạn, 27 bi nha, ship toàn quốc nha các bạn. Có một cái cục pin để thay vào dự phòng nha các bạn. Đây, thì các bạn sẽ tiệm cho họ thay thôi, rất là đơn giản. Đồng hồ mới thì nó sẽ không có pin bên trong nha các bạn. Còn đây là đồng hồ cũng mặt gương dây inox nha, ở trên là sơn màu vàng đây nha, cũng 27 bi đồng thuận ship toàn quốc nha các bạn. Thì các bạn có thể liên hệ Zalo của Thành 0563919089, cũng là số điện thoại của Thành luôn nha. Đó, ship toàn quốc nha các bạn, đồng hồ rất đẹp. Và đây thêm một cái đồng hồ cũng xung quanh là cái cũng mặt gương đó, màu đen xung quanh viền màu vàng. Đó, dây thì bằng dây dê nha các bạn, dây dê màu nâu rất hợp thời trang, cũng 27 bi ship toàn quốc, đồng thuận ship toàn quốc bằng bi 100% nha các bạn. Còn chiếc đồng hồ này dành cho anh em rất là ok luôn nè. Đó, nhìn cái mặt đồng hồ thì các bạn thấy là đã ưng ý rồi đúng không? Rất là đẹp. Đó. Nó kiểu như đồng hồ Rolex nha các bạn. Đó, 27 bi. Đó, ship toàn quốc luôn nha các bạn. Đó, đồng hồ đây dây thì màu đen. Đeo vào rất là nam tính nha các bạn. Thì có thể liên hệ Zalo số điện thoại của Thành 0563919089. Ship toàn quốc cho các bạn luôn nha.